Xe VinFast và những tên tuổi được chờ đợi ở Paris Motor Show 2018. Ngoài những tên tuổi lớn như Audi A4, Mercedes-Benz EQC hay BMW X5, VinFast chính là cái tên được tín đồ xế hộp Việt Nam chờ đợi nhất tại Paris Motor Show năm nay. VinFast, chiếc xe made in Việt Nam đầu tiên ra mắt một trong những triển lãm ô tô lớn nhất thế giới, VinFast sẽ mang đến Paris Motor Show hai mẫu SUV và sedan. Được thiết kế từ studio danh tiếng Pininfarina, VinFast có lưới tản nhiệt đa giác với chữ V ở trung tâm, đèn LED định vị ban ngày mỏng nét, thân xe toát lên vẻ thể thao và mạnh mẽ, nội thất được thiết kế theo phong cách của xe sang. Thông số kỹ thuật của xe VinFast sẽ được tiết lộ tại buổi ra mắt. Mẫu xe này cũng thu hút sự quan tâm của các tín đồ xế hộp nước ngoài khi liên tục được các trang báo quốc tế nhắc đến trong những ngày qua. Audi e-tron, mẫu SUV điện đầu tiên của Audi sẽ chính thức ra mắt công chúng tại Paris Motor Show năm 2018. Audi e-tron sẽ được bán ra vào năm 2019 với mức giá 74.800 cho đến 86.700 USD. Phiên bản giới hạn chỉ được sản xuất 999 chiếc. Audi e-tron có hai động cơ gắn ở mỗi trục, tạo ra tổng công suất 265 kW, tương đương với 350 mã lực. Xe tăng tốc từ 0 đến 96 km/h dưới 6 giây, vận tốc tối đa 200 km/h. Xe được trang bị bộ pin 95 kW, cao nhất trên xe điện thương mại hiện nay, khả năng sạc từ 0 đến 80% pin chỉ trong 30 phút ở các trạm sạc nhanh. Mặc dù dòng xe SUV đang trở nên rất ăn khách trên thị trường, nhưng xe wagon vẫn chiếm một phần quan trọng, đặc biệt là tại thị trường châu Âu. Chính vì thế mà Peugeot 508 SW đang rất được chờ đợi tại Paris Motor Show 2018. Đèn pha dạng LED kết hợp cùng dãy đèn ban ngày chạy dọc có tạo hình như loài hổ răng kiếm. Peugeot 508 SW trang bị hai động cơ xăng PureTech công suất 178 mã lực hoặc 222 mã lực, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, 3 phiên bản động cơ diesel Blue HDI có công suất lần lượt là 128 mã lực, 158 mã lực và 178 mã lực, đi kèm hộp số sàn 6 cấp. Mẫu LC500 Yellow Edition đã xuất hiện trước đó tại Goodwood Festival of Speed 2018. Trong khi đó, bản LC500H sẽ lần đầu được trình làng trước công chúng tại Paris Motor Show diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Phiên bản Hybrid LC500H sở hữu động cơ V6 3.5 lít kết hợp cùng động cơ điện cho tổng công suất 354 mã lực. Trong các bài thử nghiệm, LC500 có khả năng tăng tốc từ 0 đến 96 km/h chỉ trong 4,8 giây, trong khi LC500H Hybrid là 5,3 giây. Lexus LC Yellow Edition sẽ sản xuất giới hạn 10 chiếc chia đều cho cả hai mẫu. Porsche Macan, phiên bản nâng cấp Porsche Macan sẽ chính thức ra mắt tại Paris Motor Show 2018. Nhiều thông tin cho rằng hãng xe Đức sẽ cung cấp một hệ thống đèn pha LED được tích hợp tính năng chiếu sáng thích ứng Porsche Dynamic Light System Plus, đi kèm thiết kế 3D ấn tượng. Ngoài ra, xe không có nhiều khác biệt với thế hệ trước. Điểm thay đổi rõ rệt nhất của Macan 2019 so với đời trước là phần đèn hậu công nghệ LED chạy dài hết phần đuôi xe. Đây cũng được xem là DNA của các phiên bản Porsche 2019 khi xuất hiện trên Cayenne và Panamera. Theo Tuấn Khanh, Dinh.vn.